Hello, hello. Em Tùng của chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương rất vui được gặp lại anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, hôm qua mưa to quá thì em không lên sóng báo giá được. Hôm nay là trời đại đỡ mưa rồi, em lại xin phép lên sóng báo giá rồi mình về những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương em nhá. Đấy, rất là nhiều đầu xe đẹp, xe cỏ đây để phục vụ anh chị quý vị mình. Đấy, thời tiết thì đã lạnh rồi này. Đấy, nhanh tay chọn cho mình những chiếc xe tầm tiền trung trung thôi để phục vụ nhu cầu gia đình, bản thân. Đấy, bảo đảm sức khỏe để làm việc, để công tác nhá. Chào cả gia đình mình ạ, chào tất cả các bác vừa vào xem buổi livestream hôm nay. Cảm ơn anh chị quý mình rất là nhiều ạ. Còn rất là nhiều đầu xe cỏ đây, loanh quanh chỉ ở hơn trăm tí thôi để phục vụ thì mình. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Thái, chào bác Nguyễn Viết Tùng, chào Trần Thị Thu Hằng, chào đại gia đình mình nhá. Vâng, chào bác Khúc Văn Công nào. Đấy, rất là nhiều xe ngon bổ rẻ đây, đẹp để phục vụ cho mình. Đấy, loanh quanh chỉ tầm dưới 600 triệu thôi, nhà mình đã có xe đi để di chuyển rồi nhá. Đấy, em xin phép đi vòng quanh một vòng để nhà mình cùng tham khảo nhá. Đấy, xe chúng ta vãn rồi, hôm nay thì chốt 3 xe. Một chiếc Lancetti 209 này, một chiếc Altis Coratis 2008 số động. Đấy. Và một chiếc Kia Morning nhá. Đấy, chốt rất nhiều xe rồi. Các bác nào đang có nhu cầu không muốn dùng đến xe này, muốn nhượng lại nhá thì bên em cũng mua đấy ạ. Ok, có Morning vàng. Vâng, chào Duy Trang. Chào mọi người đang xem buổi livestream anh nhá. Ok, để em giới thiệu luôn Morning vàng nào. Các bác nào đang quan tâm dòng xe nào nhá, đấy, cứ bình luận, cứ comment đi để em tư vấn trực tiếp cho nhá. Kia Morning màu vàng thì bên em còn một chiếc này nhá. Đời 2016, động cơ 1.25 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi màu vàng rất đẹp đây. Tên tư nhân 34 Hải Dương, 4 mùa không lụt nhá. 195 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Đấy, la răng đúc lốp nắp đẹp. Đấy, màn hình cova cỡ lớn rồi, nội thất thì sạch sẽ thơm tho nhá. Mang về sẵn đi sẵn dụng thôi. Kia Morning 216. Đấy, mà chỉ có 195 triệu đồng thôi nhá. Còn bớt còn tương đương được cho anh chị quý gia đình mình. Đấy, nội thất thì còn đẹp này, còn sạch này. Đấy, mang về sẵn đi sẵn dụng thôi ạ. Vâng, chào cả loại Phạm, chào Dương Minh, chào Ngọc Khoát, chào Duy Trang, chào tất cả các bác vừa xem buổi livestream hôm nay nhá. Các bác nào vừa vào xem buổi livestream hôm nay, đấy, hoan hỉ vui vẻ cho anh Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn của chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương, để bước sóng này có thể tiếp cận đến những các bác nào đang có nhu cầu muốn tìm xe cũ nhá. Vâng, cảm ơn bác Phương Nam rất nhiều này. Tiếp theo đây nhá, xin báo giá anh chị quý mình nhá. Một đầu Toyota Vios này. Đấy, Toyota Vios quốc dân 2009 bản E xịn. Con này thì em đang bán với cửa tiền 228 triệu đồng thôi. Chiếc này thì hồ sơ cầm tay rồi nhá. Hồ sơ cầm tay rồi nên những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới trong ngày thôi. Bản E xịn 2009, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, máy số keo chỉ còn đại chất luôn nhá. 225 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng, còn da lục sâu. Đấy, hai mẫu bên này này. Đấy, thì hôm nay này em xin báo giá những mẫu xe tầm quanh quanh trăm triệu thôi nhá. Đấy, để phục vụ nhu cầu gia đình mình, tránh mưa tránh nắng trước. Đấy, thời tiết đã vào đông rồi nhá. Đấy, để bảo đảm sức khỏe này. Hơn trăm triệu là cũng ô tô đi rồi gia đình ơi. Kia Morning 2011 số sàn, động cơ 1.0 nhá. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo 135 triệu đồng. Đấy, xe tập lái lên full đồ chơi rồi. La răng đúc đa chấu này. Đấy. Đèn pha bị cầu. Đấy, đèn màn hình cova cam lùi cao hành trình, máy số keo chỉ thì cực chất luôn nhá. 135 triệu đồng. Kia Morning 1.0 số sàn. Đấy, tên tư nhân 98 Bắc Giang. Đấy, các nào đang muốn chọn cho mình một mẫu xe nhỏ gọn, tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất này, chọn em bé này nhá. 135 triệu đồng thôi, em Tùng còn bớt được nữa gia đình mình ạ. Đây, xin tiếp tục báo giá những đầu xe mà quanh quanh tầm hơn trăm triệu cho các bác cùng tham khảo nhá. 145 triệu đồng. Đấy, Lancetti 2009, đăng ký vào năm bánh năm 2010, tên nhân 98 Bắc Giang này. La răng đúc lốp đáp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn chất, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện nhá. 145 triệu đồng thôi, còn bớt còn thương lượng. Ok, chốt bác Phương Nam nhá. Bác Phương Nam mà chốt mẫu nào này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho Tùng nhá, hoặc là gọi điện thoại vào hai số này đang để trên phần tiêu đề 0343 54099, 0347 701 77, em Tùng tư vấn nhá. Em xin phép để lại hai số like trên màn hình cho mình cùng tham khảo ạ. 0343 54099, 0347 701 777. Ok, hai số like thì em để trên mình rồi nhá. Nhà mình mà đang quan tâm sâu dòng nào này, cứ bình luận, cứ comment đi, em Tùng tư vấn cho nhá, hoặc gọi điện trực tiếp qua hai số like để tư vấn cho ạ.
Vâng, thì hôm nay bên em có về một mẫu xe mới mình cùng tham khảo nhé. Chevette Cruze 2010, đăng ký năm bánh năm 2012. Xe này mang động cơ 1.6 số động nhé. Đấy, em Tùng đang bán với cửa tiền mong muốn gia đình nhà mình là 265 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Là răng đúc phanh nghĩa chúng bao cứng 2 mét thì được trang bị rồi. Xin nhan trên sườn xe, tay nắm cửa, viền chân kính thì bọc lốp rất đẹp này. Nội thất ghế da bò nhé. Đấy, nội thất ghế da bò rất đẹp luôn. Vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, tích hợp các nút điều khiển để nghe gọi rảnh tay này. Màn hình OLED cỡ to này. 1.6 số động, một dòng xe đến từ Mỹ đây. Đấy, gửi đến gia đình của mình với cửa tiền chỉ hơn 256 đồng thôi. Có con nào tiền trăm không ạ? À, tầm 100. Rồi, tầm 100 thì bên em còn mẫu này Bắc Ngọc Phát ơi. Rồi, tầm 100 nhé. Tầm chính xác 100 thì không có, hơn 100 một xíu thôi này. Hơn 100 một xíu thôi thì có mẫu này này. Đây, Kia Morning 2011 nhé. Con này em Tùng đang bán với cửa tiền là 135 triệu đồng nhé. 135 triệu đồng, 1.0 số sàn nhé. Đấy, bác mà đang quan tâm đến mẫu nào lanh quanh 100 triệu đồng thì tham khảo trên mẫu này. Đấy, xe tập lái hơn 100 là full đồ chơi rồi. Màn hình cova nhá, đèn pha bi cầu. Đấy, la răng đúc, đấy, đa chấu này, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Nội thất sạch sẽ, máy số thì cực chất luôn. Mang về sẵn đi sẵn dụng thôi nhá. 135 triệu đồng, Kia Morning 2011 nhá. Rồi, em xin phép hôm nay là lanh quanh, cứ báo giá những cái đầu mà lanh quanh 100 trước cho mình cùng tham khảo cùng em nhé. Tiếp tục này, ASEAN 2009 nhé. Động cơ 1.4 số sàn gặp hàn nguyên chiếc. Xe này mang lớp sơn màu bạc rất đẹp đây. Động cơ 1.4 nhập hàng. Con này thì em đang bán với cửa tiền cho mình cùng tham khảo là 165 triệu đồng thôi. 165 triệu đồng, bao rút hồ sơ, tên tư nhân, 14 Quảng Ninh, đất Thang, đất Cảng đây. Các bác nào đang muốn chọn mình một mẫu sedan hay đầu tập lái này, hoặc là tránh mưa tránh nắng nhé, tham khảo cho em đi. 165 triệu đồng, ASEAN màu bạc 2009 ạ. Đấy, rất là nhiều mẫu xe đẹp và chất luôn. Các bác mình đang quan tâm với dòng xe nào nhá, cứ bình luận, cứ comment. Và cạnh đó là ủng hộ em Tùng bằng những lượt like, lượt chia sẻ để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Cảm ơn đại gia đình cho ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền Tổ quốc rất nhiều này. Đây, em tiếp tục báo giá những đầu xe nào có bên em nhá. Trước máy quay xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu Toyota Vios nhá. Toyota Vios 2015. Xe mang động cơ 1.3 số sàn bản di, tên tư nhân, 17 quê lúa Thái Bình đây. La răng đúc, phanh đĩa chống bao cứng 2 mét, xin nhan trên sườn xe, gương kính cổ thủy điện. Đây, cặp đèn pha thì được độ lên bi cầu siêu sáng siêu đẹp rồi. Cao nồi cao hành trình đầy đủ, màn hình cova cỡ lớn nhá. Máy số keo chỉ sơn zin cực chất luôn. Em đang bán con này với cửa tiền 285 triệu đồng thôi. 285 triệu đồng, nhà mình cùng tham khảo nhá. Có con nào mấy chục không? Mấy chục thì bên em lại tạm thời chưa có ai nhá. Mấy chục thì chưa có rồi. Có con nào? Có con 120 triệu 7 chỗ còn không? 120 triệu 7 chỗ còn, Bác Ngọc Phát ơi. Đây, 120 triệu đồng 7 chỗ đây thì bác tham khảo cho Thanh Tùng mẫu này nhá. Đây, Mitsubishi Jolly 204, 120 triệu đồng, 2.0 số sàn, đăng ký 7 chỗ ngồi nhá. Tên tư nhân biển 29 thủ đô đây. La răng đúc lốp la đẹp, máy số keo chỉ sơn xịn còn đại chất luôn. Em Tùng đang bán với cửa tiền 120 triệu đồng nhé. 120 triệu đồng cho mẫu Mitsubishi Jolly đời 2004 đấy ạ. Đấy, các bác nào đang quan tâm dòng 7 chỗ và lanh quanh hơn 100 triệu này. Đấy, giá một con SH thôi thì quan tâm cho chiếc này nhá. Đấy, Mitsubishi Jolly 2004 ạ. Morning số động có không ạ? Morning số động thì đây. Morning số động thì có khá nhiều nhá. Đây, thì mới về một mẫu, hôm nay mới về mẫu này, mình tham khảo dùm em này. Kia Morning số động 2013, đăng ký vào năm bánh năm 2014. Đây, con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng. 265 đồng Kia Morning số động nhá. Đấy, bản đủ phun kịch, bản SI, trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2 mét, xin nhan trên gương, gương kính cùng thủy điện, cặp đèn pha bi cầu. Đây, giải đèn nét định vị ban ngày. Tên tư nhân 14 Quảng Ninh đây. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin, lốp nát đẹp. Đăng ký đăng kiểm dài miên man luôn đến tháng 1 năm 2023 nhá. Kia Morning số động nhỏ gọn, tiết kiệm điện đây, form mới. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 265 triệu đồng, chốt 100 triệu. Rồi ly nhé. Còn lên một xíu đi nhá.
lên một xíu đi thì con đấy mới chốt được, còn 100 triệu thì con đấy em không để lại được nhá. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua với em đi để em rào giá cách sát nhất nhá. Con đây 120 triệu, em đang báo giá bây giờ là đã bớt 15 triệu rồi nhá. Con đây giá chuẩn xác 135 triệu đồng. Em đã bớt 15 triệu đồng trên bước sóng livestream rồi. Còn bớt sâu nữa thì không bớt được đâu bác nhá. Vâng, chào Hoàng Đức Hợp này. Chào bác Đặng Ngọc Đỉnh, chào Ngọc Quát, chào Hương Nguyên. Chào Đại Thời Bình nhá. Đấy, Kia Morning số tự động rồi nhá bác anh nhá. Ok, chốt mẫu là nhắn tin trực tiếp cho Thành Tùng qua fanpage đi bác Hoàng Đức Hợp ơi. Vâng, chào Chiến Giáp ạ. Chúc đại gia đình nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay có một buổi tối vui vẻ, sức khỏe nhá. Qua bước sóng livestream này nhé, chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất đi gia đình ơi. Các bạn ra luôn nhá. Ok anh ơi. Tiếp tục là Kia Morning số động nhà mình tham khảo dùm em nhá. Quay lại đi. Kia Morning số động đời 2010, đăng ký và đánh bánh năm 2012. Xe là mang động cơ 1.0, số tự động, máy eco nhá. Bản đủ phun kịch, điều hòa auto, cần số di rắc. Đấy, màu xanh rất đẹp đây. Em Tùng đang bán con này với cửa tiền 230 triệu đồng thôi. 230 triệu đồng. Đời 2010, số động bản đủ phun kịch. La răng đúc hoa mai, lốp ráp đẹp. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin nhá. 2010 nhưng vẫn bao zin để mẫu lại gia đình mình. 230 triệu đồng. Máy số keo chỉ cực chất luôn. Vâng, chào bác Trần Thăng vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Chào bác Chiến Giáp ạ. Chào bác ạ. Quay lại mấy con Innova đi. Ok. Rồi em sẽ quay mấy con Innova nhá. Con Innova thì nay em chưa báo nào. Đây em quay lại mấy con Innova bác cùng tham khảo này. Đấy, nhà mình ơi, đang quan tâm giờ dòng xe nào, mẫu xe nào nhá. Cứ bình luận đi, cứ comment đi, em Tùng tư vấn cho nào. Đây báo giá Innova này, con này đời 2008 bản G xịn, tên tư nhân, 30 thủ đô đây. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m này, bản G nhá, động cơ 2.0 số sàn. 2008 em đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng thôi. 265 triệu đồng. Đấy, Innova lồi đồng cuối đá quốc dân nhé, rất tiết kiệm nhiên liệu này. Các bác nào đang có muốn cho mình có nhu cầu mà chọn một dòng xe 7 chỗ mà để đi gia đình cũng tốt để mà đá đưa dịch vụ thì cũng hay nhá, tham khảo cho mẫu này nhá. Innova có trả góp không? Innova có mẫu này trả góp nhá. Đây, Innova nếu các bác muốn trả góp thì có mẫu này, đời cao 2015. Đây, 395 triệu đồng. Đấy, bản E-Sin đã 2015 bác tham khảo cho chiếc này nhá. 2.0 số sàn, tên tư nhân, 15 Hải Phòng đây. Bản E thì được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, cam đồi cam hành trình thì mẫu này đầy đủ rồi nhá. Đấy, 395 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cho bác nhá. Đấy, đời 15, đời rất là cao này. Đấy, các bác nhà mình mà ai đang muốn một dòng 7 chỗ gọi là lành thì cho em tham khảo cho em Tùng mẫu này nhá. Có Tucson nào 212 mà không em. Tucson 212, 213 thì tạm thời bên mình chưa quá rồi. Đấy, hôm trước thì có Tucson 211 thì bán rồi. Đấy. Bác Hùng Mộc cần trả góp cần thủ tục gì à? Trả góp thì cần chứng minh thư để sổ khẩu này. Đấy, và quan trọng là bên mình không có nợ xấu nhá. Bên mình không có nợ xấu là sẽ trả góp được ạ. Vâng, chào Thế Mạnh ạ. Hello anh Giai, vâng ạ. Chào bác Thế Mạnh nhá. Đấy, Tucson thì tạm thời bên chưa quá nhá. Bác Hùng Mộc lên mà đang quan tâm dòng Tucson cho em xin lại số điện thoại đi. Làm một con đầu Tucson về thì em liên hệ trực tiếp cho ạ. Vâng, chào Quý Răng, chào lại gia đình mình. Đấy, các bác nào đang quan tâm về xe cộ này, chất lượng xe này, giá cả như nào, thủ tục buôn bán ra sao nhá. Đấy thì cứ bình luận đi, em tư vấn trực tiếp cho gia đình mình. Đấy, mỗi buổi tối vào giờ 8:30 thì em sẽ xin phép lên sóng. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Innova bản G208 báo giá rồi này. Đây còn một chiếc Innova nhá. Đây bên em còn một chiếc Innova nữa. Toyota Innova 211 bản G, tên tư nhân, 15 Hải Phòng nhá. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 325 triệu đồng. Bao rút hồ sơ nhá và ship xe toàn quốc gia đình mình. Bản G được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m. Máy số keo chỉ sơn xi thì cực chất cực đẹp luôn. Đấy. 325 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu nhá. Các bác nào mà đang quan tâm dòng 7 chỗ này, Innova bên còn 3 chiếc. À còn 4 chiếc, một chiếc 206, một chiếc 208, 211 và 215 nhá. Chiếc 206 hôm nay đi công vụ rồi anh ạ. Em kết vâng ạ, con cháu Vân Quang này. Ok, em kết bạn Zalo rồi. Vâng, nhất tí em sẽ trả lời tin nhắn bác nhá. Mạng lag quá, xem lại Morning Show động đi shop ơi. Đấy. Nhà mình cho hỏi là xem mạng ok không nhỉ? Mạng ok không nhỉ? Em tư vấn tiếp nào. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị gia đình mình nhá. Captiva nhá, Captiva máy dầu.
2008 đăng ký năm 2010. Tên tư nhân đây là răng đúc phanh đĩa trứng bó cứng 2m, cặp đèn pha bi cầu, đèn cầm phát xương tiêu chuẩn. Xe được trang bị đề lổ ngang dốc này, hỗ trợ đổ đèo này, cảm biến điện tử nhá, cảm biến cân bằng điện tử. Em đã bán con này với cửa tiền là 315 triệu đồng, 315 triệu đồng mình cùng tham khảo nhá. Là chassis biển 98 à? Là chassis biển 98 thì vừa báo giá rồi, nhưng ở đây góc này em báo giá lại luôn này. Đấy, là chassis biển 98 đời 2009, đăng ký nó bánh 2010, động cơ 1.6 số sàn. Em đã bán con này với cửa tiền cho mình cùng tham khảo với em là 145 triệu đồng. Đấy, 145 triệu đồng nhá. Tên tư nhân 98 Bắc Giang. Lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn cực chất luôn. Đấy, tay lắm cửa viền chân kính đều bọc lốp rồi. Đấy, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện nhá. 145 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng, còn ra lục sâu đình mình ạ. Đấy, cái đầu góc này là báo giá hết gì này. Cái góc này báo giá khá khá này. Captiva rồi đúng không? Tiếp tục báo giá anh chị quý vị nhà mình nhá. Đây, Toyota Vios 2009. Đấy, tên tư nhân 35 Linh Bình bãi đính đây. Xe được trang bị la răng đúc phanh đĩa trứng bọc cứng 2m, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Cặp đèn pha halogen còn sáng còn đẹp này. Con này thì em đang bán gia đình mình với cửa tiền 230 triệu đồng thôi. 230. Toyota Vios 2009 nhá. Máy số cao chỉ sơn xi thì cực chất luôn. Đấy, còn bớt còn thương lượng còn giảm sâu. Đây còn rất nhiều xe này. Tiếp tục là Vios nhá. Con này thì lanh quanh hơn 100 tí mình cùng tham khảo này. Toyota Vios 2010. Tên tư nhân biển 30 đây, 30 thủ đô đây. Động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi màu đen. Em đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng. Đấy, giá thì còn bớt còn thương lượng nhá. Vâng, chắc đồng nghiệp này. Đấy, chào bác Ngân Quang, chào toàn thể anh chị mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, các bác đang xem buổi livestream này nhá, đang quan tâm đến mẫu xe nào đây, cứ bình luận comment rực rỡ lên để em tùng ngờ tiếp tục báo giá tư vấn cho ạ. Vâng, chào các bạn ô tô Hải Dương nhá, chào đại gia đình mình ạ. Và đã báo giá là khá nhiều đầu Toyota Vios mà tầm 2010 đúng không? Vâng, thì ở trong góc này nhá, xin báo giá anh chị của mình. Toyota Vios bản E đời 2016 đấy ạ. Đấy, bản E đời 2016 với lớp sơn màu vàng cát rất đẹp nhá. Xe được lên full đồ chơi rồi. La răng đúc phanh đĩa trứng bó cứng AVS, cặp đèn pha bi cầu, đèn cầm phát xương tiêu chuẩn, màn hình cova cỡ lớn, đầy lổ status. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin nhá. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 360 triệu đồng thôi. 360, còn bớt còn thương lượng, còn ra lộc sâu gia đình mình. Về một mẫu xe lồi đồng cuối đá quốc dân và đời cao nhé. 360 triệu đồng. Toyota Vios bản E 2016 gửi gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Hà Văn Quyết này, chào bác Văn Hán, chào bác Phạm Chính. Chào toàn thể các bác vừa vào xem buổi livestream hôm nay. Các bác là mới vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Hoan hỉ vui vẻ cho em Tùng xin một lượt like, một lượt chia sẻ đi cả gia đình ơi. Đấy, không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để bước sóng livestream này được lan tỏa hơn nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Tiếp tục này, xin báo giá chị quý vị mình một đầu xe đến nhà Kia đây. Xe được mang tên Kia Seto 2017, đăng ký là bánh 2018, động cơ 1.6 số động bản full nhá. Đấy, xe được trang bị này, cửa sổ trời panorama này, cam lùi cam hành trình, la răng đúc zin nguyên bản đeo xe, lốp nắp đẹp, có phanh đĩa trứng bó cứng 2m rồi. Đấy, đèn cặp đèn pha bi cầu, đèn cầm phát xương tiêu chuẩn, giải đèn nếp đây, giải đèn nếp xin nhan nhá. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, đề lổ sờ ta tốt, gảy số thể thao này. Đấy, con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 485 triệu đồng. 485 triệu đồng. Đấy, hỗ trợ rút hồ sơ, hỗ trợ trả góp này. Và ship xe trên toàn quốc cho mình về mẫu Kia Seto 2017 nhá. Đấy, màu trắng rất là đẹp này. Các bác nào mà đang muốn chọn mình một chiếc xe đời cao, zin chân chặt này, đấy, mà một bầu trời công nghệ luôn, quan tâm cho em chiếc Seto 2017 ạ. Vâng, chào Đỗ Thành Nhơn này, chào bác kệ nó đi này. Chào Phạm Chính này, ok Thành Tường, vâng, chúc bác Phạm Chính buổi tối vui vẻ, bác Phạm Chính nhá. Đấy, chúc tất cả gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay có một buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng livestream này hãy tham khảo và chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất đi dành người. Tiếp tục với cửa tiền là lanh quanh 170 triệu đồng. 170 nhá, thì mình tham khảo cho em mẫu La Chetti 2012, đăng ký năm 2013. Xe này mang động cơ 1.6, đấy, 1.6 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, màu đen rất đẹp này. Sedan hai đầu nhá. Đấy, đèn pha thì lên bi cầu rồi, la sáng đúc, phanh đĩa trứng bó cứng AVS. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài thường thường luôn. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 3 năm 2023. Nhiều xe đẹp, vâng, cảm ơn bác
Đỗ Thành Nhơn rất nhiều này, rất nhiều xe đẹp luôn, Bắc Đỗ Thành Nhơn nhá. Tham khảo cho em Tùng mấy mẫu đi Bắc Đỗ Thành Nhơn ơi. Đấy 170 triệu đồng. La Sati 2012 gia đình nhá. Đây còn rất nhiều xe này. Các bạn đang xem thì hãy cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô Đồng Hải Dương để không bỏ lỡ những buổi lên sóng livestream của Thanh Tùng nhá. Cảm ơn xe mình rất là nhiều này. Tiếp tục báo giá đình nhá, một dòng SUV gầm cao nhá. Các bác nào mà đang thích một dòng SUV gầm cao đi đường dài, đi đường trường nhá, tham khảo cho em chiếc này đi. Xe này có tên là Hyundai Santa Fe 2007. Đấy, động cơ 2.7, hai cầu điện, máy xăng. Em Tùng đang bán với cửa tiền 315 triệu đồng thôi. Đấy, nhà mình không nghe nhầm đâu. 315 triệu đồng cho mẫu Hyundai Santa Fe nhá. Đấy, đời 2007 nhưng em vẫn bao zin gia đình mình. Đấy, lốp láp đẹp, phanh giữa chống bó cứng 2 mét, đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, cam lùi cao hành trình, màn hình OLED cỡ lớn nhá, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài nguyên man nhé, đến tháng 3 năm 2023. Biển treo à, vâng, con 8899 đi biển treo nhá. Đấy, hai con đi biển treo đấy ạ. Còn đâu những chiếc biển treo đây thì hồ sơ cầm tay hết rồi nhá. Đấy, bác còn đang quan tâm những biển con đấy thì thủ tục sang tên đổi chủ thì rất là nhanh thôi, trong ngày thôi ạ. Đây, vô lăng 4 chấu, túi khí hoàn trên vô lăng này. Điều hòa ô tô cần số jack 7 chỗ rất rộng rãi, đến từ nhà Hyundai nhá. Hyundai Santa Fe 2007. 315 triệu đồng của gia đình mình ạ. Đây, góc này còn khá là nhiều đầu xe này. Không biết là các bác nào đã nhìn được mẫu nào chưa nhỉ? Ưng được em nào chưa nhá? Thì cứ bình luận đi, comment đi, em Tùng review sâu nhất đầu sản phẩm gia đình mình. Hoặc là nhà mình đang quan tâm mẫu xe nào nhá, cứ nhắn tin qua hai số Zalo để em gửi những hình ảnh video chi tiết nhất về những đầu sản phẩm mình đang có ạ. Vâng, tiếp theo đây này, chiếc máy quay em xin gửi đến anh chị quý vị gia mình một mẫu Accent nhá. Hyundai Accent 2019 màu trắng. Xe này mang động cơ 1.4 số sàn, hộp số 6 cấp. Em Tùng đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 395 triệu đồng nhé. 395 triệu đồng. Đấy. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Xin nhan trên gương, gương kính của thủy điện. Máy số keo chỉ sơn si thì còn zin. Bao test hãng các đình mình về mẫu sản phẩm nhé. Ok, cờ lui biển 30. Có cờ lui biển 30 nhá. Đấy, chào Minh Phúc vừa xem về livestream này. Chào Lam Tiến, chào Tiền Lương, chào đại đình mình nhá. Đây. Rất nhiều đầu xe luôn rồi. Em xem một cờ lui biển 30 nhờ. Đây góc này đến đây rồi. Accent này. Đây. Tiếp tục đổi gió mình cùng tham khảo dùm em một đầu 7 chỗ đi gia đình ơi. Đây Kia Zondo nhá. 2016 đấy ạ. Đây. Kia Zondo 2016 đăng ký và lăn bánh năm 2018. Xe này mang động cơ 2.0 số rộng, 7 chỗ ngồi, xe lịch. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 470 triệu đồng thôi, 470 triệu đồng. 7 chỗ số động đến từ nhà Kia đây. Động cơ 2.0 số động. Đấy, ăn cũng thì lanh quanh từ 5.3 đến 5.4/100 km đường trường được ạ. Là giăng đúc phanh đĩa chống bó cứng 2 mét, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng, kết hợp các nút điều khiển này. Đấy, gảy số thể thao đề lổ sờ ta tốt rồi. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe, điều hòa ô tô hai vùng điều hòa độc lập. Em Tùng đang bán con này với cửa tiền 470 triệu đồng. 470 nhá, cho bác cùng tham khảo này. Đấy, đời cao. Đấy, mà lại bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Máy số keo chỉ sơn xì thì bao zin nhá. 470 triệu đồng. Kia Zondo 7 chỗ đến từ nhà Kia, với gia đình mình ạ. Cạnh mẫu Kia Zondo này, tiếp tục để giới thiệu cho mình một mẫu Kia nhá. Kia Morning số tự động đời 2009. Đăng ký con bánh năm 2010. Đấy, 1.0 máy eco rất tiết kiệm nhiên liệu này. Tên tư nhân biển 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Vùng Đỏ. La giăng đúc phanh đĩa chống bó cứng 2 mét, xi nhan trên gương, gương kính cụp thủy điện. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 12 năm 2022. Xe này trang bị vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, cam lùi cao hành trình, màn hình cova. Cần số thích nhất điều hòa auto bản đồ full kịch SX nhá. Em Tùng đang bán với cửa tiền 228 triệu đồng thôi. 228 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc sâu gia đình mình về mẫu Kia Morning ạ. Các bác nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay, đấy, hoan hỉ vui vẻ cho em xin mấy lượt chia sẻ đi nhá. Cảm ơn xem mình rất là nhiều này. Tiếp theo đây này, 189 triệu đồng nhá. 189 triệu đồng. Nhà mình cùng quan tâm dùm em này.
Toyota Altis nhé. Toyota Altis 203, động cơ 1.8 bản G. Đấy, tên tư nhân 14 Quảng Ninh đây. Đấy, biển rất là đẹp, 1626 này. La răng đúc lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn cực tuyệt chất luôn. Đăng ký đăng kiểm rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Động cơ 1.8 bản G nhá. Đấy, của dòng Altis đây. Đây, nhà mình cùng quan sát với em này. Nội thất bên trong rất đẹp luôn này. Đấy, nội thất ghế lỉ và trần lỉ di nguyên bản theo xe. Đấy, đầu đà này. Thiết kế rất lịch sự, rất sang trọng này. Vô lăng 4 chấu, tối khiên toàn trên vô lăng nhá. 189 triệu đồng. Đấy, Toyota Altis 2013 gửi ra 2003 gửi đến gia đình mình này. Đấy, các bác nào đang quan tâm dòng xe cũ nhá, lanh quanh tầm 6 triệu đồng thôi. Đấy thì hãy nhấc máy lên gọi cho em vào hai số Zalo này: 0343 54099 và 0347 71 77 để em Tùng được tư vấn và làm giá một cách sát nhất với đầu sản phẩm, làm sao gia đình nhà mình, những ai mà quan tâm những dòng xe cũ nhá, đã quan tâm được dòng xe cũ tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương là đều mua được xe ạ. Vâng, cháu Nguyễn Thành Nam này, cháu ô tô cũ Xuân Hùng, cháu Hoàng Thăng Long. Đấy, cháu Minh Phúc, chào đại đình nhá. Đấy, các ơi, cho em xin vài lượt chia sẻ đi dành ơi. Còn vài bất bản này 209 báo giá rồi đúng không? Báo giá rồi, con này báo giá rồi này. 220 triệu đồng này. Đây, báo giá hết giờ lượt này cho mình cùng tham khảo thêm cùng em Tùng nhá. Tiếp tục này, Toyota Vios 2017 màu trắng, tên tư nhân. Con này em Tùng đang bán với cửa tiền là 445 triệu đồng nhá. 445 triệu đồng. Vios bản E-Sit. Đấy, số tự động 2017. Đấy, xe được trang bị la răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên gương, gương kính cùng xe điện. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài nhá. Đến tận tháng 9 năm 2023 cơ. Đấy, full đồ chơi rồi. Cặp đèn pha vi cầu đây, cam đùi cao trình đầy đủ nhá. Máy số keo chỉ sơn xi zin. Mẫu này thì bên em bao test hãng cho toàn quốc gia đình mình. Đấy, màu trắng mà mẹ mắng cũng mua đây. Toyota Vios 2017 bản E số động 445 triệu đồng gửi ra đây mình nhá. Cạnh mẫu số động này là 2017 rồi. Tiếp tục em Tùng báo gia đình mình này. Đây, số động Kia Bride 2008 nhập Hàn năm 2010. Đấy, xe đã mang động cơ 1.4 số động, hộp số DOHC. Con này thì em Tùng đang gửi đến gia đình mình cửa tiền là 225 triệu đồng thôi. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi chất. Số động sedan đầu nhập Hàn 225 triệu đồng. Có cờ lui không anh? Vâng, chào bác Hoàng Thăng Long ạ. Cờ lui thì bên em còn hai mẫu nhá. Một chiếc số sàn và một chiếc số động này, bác tham khảo cho em nhá. Đây, hôm nay thì mới về chiếc số động này. Nếu cờ lui mà quan tâm số động thì bác tham khảo cho em mọi nhá. Đây, Chevette cờ lui 2010 số động, động cơ 1.6 nhá. Máy số keo chỉ sơn xi thì nguyên zin. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên sườn xe này. Tay nắm cửa viền chân kính này thì được ốp lốc rồi. Có vẻ che mưa trên cao. Đấy, 1.6 số tự động, máy số keo chỉ sơn xi zin. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 256 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ đình mình nhá. Nội thất ghế da bò này. Đấy, rất là đẹp luôn. Xe rất là đẹp rồi, mang về sẵn đi, sẵn dụng thôi, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình mình nhá. Vâng, cháu Bình Hoàng này đấy. Ờ, chào bác Hoàng Thăng Long nhá. Đấy, cờ lui thì bên em còn một mẫu số động này. Em xin giới thiệu luôn bác cái mẫu số sàn cho bác cùng tham khảo luôn nhá. Tiếp tục là cờ lui nhá. Con này đời 2010, đăng ký năm bánh 2012. 255 ông cờ lui này. À đây, xin đấy, con cờ lui số sàn. Con cờ lui số sàn này không nhào nhá. Con cờ lui số sàn này không nhà. Đây, bên còn con Civic này. La Chatty Civic 2010, đăng ký vào bánh năm 2012. Động đấy, động cơ 1.6 số động nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi thì cực chất luôn. Tên tư nhân 99 Bắc Linh, quê hương con họ trên tỉnh. Em Tùng đang bán con này với cửa tiền mình cùng tham khảo là 255 triệu đồng. Bao rút hồ sơ nhá. Đấy, Civic 2010 với gia đình mình ạ. Nhà mình ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Hoan hỉ vui vẻ cho em mấy lượt chia sẻ đi. Đấy, mỗi tối đi vào khung giờ 8:03, em Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, sẽ lên sóng báo giá cho mình cũng như trò chuyện và tương tác. Các bác nào đang quan tâm những dòng xe cũ nào nhá thì mỗi tối vào ủng hộ cho em, tham khảo cho mình những đầu xe đi, xem ưng ý đầu nào không thì gọi trực tiếp cho em Tùng để em tư vấn và làm giá sát nhất gia đình mình về những đầu xe mình đang có nhá. Tiếp tục này, xin giới thiệu cho mình một mẫu máy dầu này. Đấy, một mẫu xe máy dầu thì mình cùng tham khảo dưới này. Ford Everest 2012, một cầu máy dầu. Đấy, bản limited, bản đặc biệt, em Tùng đang bán với cửa tiền là 450 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin.
Đấy, cặp đèn pha đây. Cặp đèn pha halogen còn sáng quắc luôn nhá, không có dấu hiệu đây, bóng đục do xương tơ nhiệt này, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng Abet, xin nhan trên gương, gương kính cùng thủy điện. Đăng ký đăng kiểm rất là dài, đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 7 năm 2023 cơ. Form dáng Mỹ này rất là cao to này, 2.5 máy dầu. Đấy, Ford 2007 nhá. Máy số keo chỉ sơn Sizin, cực được chất luôn. Em đã bán với cửa tiền là 450 triệu đồng thôi. Nhà mình cùng tham khảo giùm em nhá. Innova 211 và 215 à. Cờ lui số sàn giá bao nhiêu? Con cờ lui số sàn hôm nay không có nhà, nhưng con đấy là giá là 235 triệu đồng. Chị nhá, bác nhá, 235 triệu đồng nhá. Đấy, bác cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của con cờ lui cho bác ạ. Đây, Innova 211 đây. Và 215 đấy nhá. Innova 211 màu xám đá, 325 triệu đồng. 2.0 số sàn, đăng ký 7 chỗ ngồi. Đấy, con này thì em đang bán cửa tiền 325 triệu đồng này. Còn con 215 đấy nhá. 215 bản E. Động cơ 2.0 số sàn này. Đấy, 390 triệu đồng, còn bớt còn tương lượng. Đấy, bác nào đang quan tâm bên dòng Innova rồi, khá cao này. Một chiếc 211 và một chiếc 215 này nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em Tùng để em gửi hình ảnh video review chi tiết nhất hai mẫu sản phẩm ạ. Vài ốt 2010 báo giá rồi này. Đây, những dòng xe đầu này thì chưa có giá, có giá đình mình nhá. Đấy, mỗi tối thì em xin là mình từ 40 đến 45 phút thôi để báo giá lần lượt những đầu sản phẩm. Còn những bác nào quan tâm sâu nhá, cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc là hai số điện thoại đã để trên hình nhá, để em gửi những hình ảnh video chi tiết nhất về máy số keo chỉ sơn si, cái review chân thực đến từng con ốc cho mình cùng tham khảo này. Hyundai Grand i10 2014 bản đổ, động cơ 1.0 nhá. Đây, con này thì em đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng thôi. Tên tư nhân, không dịch vụ taxi. Bản đồ thì được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xuất hiện. Vô lăng ba chấu túi, tích hợp túi khí toàn trên vô lăng nhá. Đấy, bản đồ 214. Em Tùng đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc sâu cho anh chị quý gia mình. Con đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 cơ. Đấy, nhà mình mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi nhá. Hyundai Grand i10 2014 người gia đình mình nhá. Đấy, các bác ơi đang xem buổi live stream này nhá, còn những gì thắc mắc này cứ bình luận, cứ comment đi, em Tùng tư vấn cho. Đấy, ở phía đằng này còn khá nhiều dòng xe tập lái để phục vụ gia đình nhá. Đấy, Gentra 209 125 triệu đồng nhá. Đấy, giá không một con SH luôn mà lại sedan hai đầu màu đen, em Tùng đang bán với cửa tiền là 125 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng còn ra đồng sâu. Tên tư nhân 20 Thái Nguyên đây, 20 Thái Nguyên 410 lùn nhá, 125 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng còn ra độc sâu được. Đây, trong cái góc này thì rất là nhiều đầu xe tập lái nhá, các bạn cực nhiều xe tập lái luôn, để em vào đêm giới thiệu cho mình đấy, cùng tham khảo cùng em Tùng nhá. 135 triệu đồng đấy. Toyota Vios 2006 số sàn, đăng ký là bánh 208 nhá. Tên tư nhân 34 Hải Dương đấy, quê hương bánh đậu xanh đây, 135 triệu đồng, giá còn bớt còn ra độc sâu. Một dòng tập lái hai đầu này, lồi đồng cuối đá, pháo chịu hỏng, đến từ nhà Toyota nhá. Là góc này thì rất là nhiều xe chỉ lanh quanh tầm 130 thôi, tập lái cho được mình, tránh mưa tránh nắng, số động có, số sàn có này. Tiếp tục số tự động này, Daewoo Maglus 2005 đấy, con này em đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi. Sedan hai đầu phân khúc hạng C, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, đèn pha bi cầu, đèn cầm phá siêu tiêu chuẩn nhá, cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi. Số động 204, 135 triệu đồng gửi gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Luân Lèo này. Đấy, các bác nào quan tâm đầu nào, dòng xe nào nhá, cứ để lại bình luận, để lại comment đi, để em Tùng báo giá trực tiếp trên bức sóng, hoặc là cũng có thể là nhắn tin qua fanpage để em tư vấn sâu hơn nữa cho gia đình mình về những đầu xe bên em có nhá. Thì ở phía này này, xin báo giá đại gia đình nhà mình một chiếc Gentra X nhá. Gentra X 2010, đăng ký và đăng bánh năm 2011. Xe mang động cơ 1.2, số động đăng ký 5 chỗ ngồi, tên tư nhân 29 Hà Nội phố đây. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, cửa sổ trời ba lô la ma, cam lùi cam hành trình, xin nhan trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2022. Đấy, tên tư nhân, máy số keo chỉ sơn si, 235 triệu đồng. Đấy, các bác nữ làm vừa có bằng này, muốn bổ túc tay lái nhé, muốn cứng tay lái hơn này, thì tham khảo cho em Tùng mẫu này nhá. Đấy, Gentra 2009, máy số keo chỉ sơn si đại chất luôn. Tiếp tục lại trở lại những dòng xe tập lái lanh quanh 130. Đấy, chuyên mục xe 130 của gia đình mình tiếp tục đây.
Hyundai Grand i10 2008, động cơ 1.0 4 máy, số sàn, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu rất là kinh tế đây. 135 triệu đồng, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 3 năm 2023. Máy số keo chỉ sơn xi thì cực chất luôn nhá. Hyundai Grand i10 2008. 135 triệu đồng của gia đình mình. Đấy. Thì cho ô tô đầu mối Hải Dương, có địa chỉ là Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Nhập số 2. Các bác nào mà đang muốn chọn cho mình những mẫu xe mà đã qua dụng này, một địa chỉ uy tín thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, để chọn cho mình những mẫu xe đi dành ngơi. Còn rất là nhiều xe đây. Giá cả lại cũng vô cùng hợp lý thôi để phục vụ gia đình mình ạ. Chắc Phong Hà này, chắc Đỗ Thái này, chắc My này, chào tất cả những chị mình vừa xem mà bởi livestream này nhé. Cảm ơn lượt xem, lượt like, lượt tim cho mình rất là nhiều này. Đấy, cảm ơn đại gia đình mình ạ. Kia Morning số lộng 2009, 180 triệu đồng gửi đến gia đình mình này. Màu trắng mà mẹ mắng cũng mua đây. Các bác nữ nào mà đang có nhu cầu tìm một dòng số động, đấy, đòi tầm trung trung này, tập lái tránh mưa tránh nắng nhá, tham khảo cho em chiếc này đi ạ. Đấy, các bác nào đang nhắn tin qua fanpage nhá, đấy, tí thì em sẽ trả lời cho mình nhá. Tí thì em sẽ trả lời tất cả những câu hỏi gia đình mình ạ. Đây, Morning số động nhá, 209, 180 này. Tiếp tục với Kia Morning nhá. Kia Morning, đấy, số sàn, đấy, đời 2009, đăng ký năm bánh 2010, bản đủ phun kịch, hai túi khí. Con này thì em đã gửi với gia đình mình cửa tiền là 146 triệu đồng. Đấy, la sáng đúc, phanh nghĩa chống, bó cứng 2 mét, tiên nhân 34 Hải Dương đây. Cặp đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều này. Đèn thì còn sáng còn trong, không có dấu hiệu lứt mỡ bóng mờ do xương do nhiệt nhá. Xin nhan trên gương, gương kính cầu xe điện, đăng ký đăng kiểm cực dài luôn. Đến tháng 3 năm 2023. Đấy. Cam lùi, cam hành trình, màn hình cô vai đầy đủ rồi nhá. 146 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra làm sâu. Vâng, chào bác Nguyễn Khánh Toàn này, chào bác ô tô Cũ Đức Chính này đấy. Các bác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ cho Tùng xin vài lượt chia sẻ đây anh chị quý vị mình ơi. Vâng, thì tiếp theo này, giới thiệu anh chị mình một dòng xe Lacetti. Con này thì được sản xuất 2013, đăng ký và bánh năm 2014, tên tư nhân 34 Hải Dương đây. 190 triệu đồng thôi. Đời 2013, đăng ký bánh 2014, 1.6 số sàn. Đấy, màu đen rất đẹp này. Sedan hai đầu này. La sáng đúc, phanh đĩa chống bọc cứng ABS, xin nhan trên sườn xe. Máy số keo chỉ sơn xịt cực chất luôn. 190 với gia đình mình ạ. Vâng, chốt bác Phạm Ngọc. Vâng, cảm ơn bác Phạm Ngọc rất là nhiều nhá. Bác Phạm Ngọc đang chốt mẫu nào này? Đấy, bình luận trực tiếp qua fanpage cho Tùng đi để em tư vấn thêm cho bác Phạm Ngọc và những đầu xe mình đang có nhá. Đấy, thì tiếp tục này, này i10 nhá, một dòng xe rất là quốc dân này. Bền và lành, thân thiện với người dùng nhá. Máy số này hiện đó rất là lành, rất ít khi là phải hỏng vặt này, và bảo dưỡng rất là dễ dàng. Nên cùng tham khảo dùm em hai chiếc này. Hyundai Grand i10 2016 này và Hyundai Grand i10 2014 nhá. Đấy, chiếc 2016 màu trắng em đang bán với cửa tiền 250 triệu đồng. Còn chiếc màu bạc này em đang bán với cửa tiền này 230 triệu đồng. Đấy, con này thì tên tư nhân, 30 thủ đô này, con này là 88 này. Đấy, 88 Vĩnh Phúc này. Đấy, bản đồ thì được trang bị xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. La sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, vô lăng tích hợp túi khí an toàn và những nút điều khiển trên vô lăng nhé. Con này đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 này. Con này đăng kiểm đến tháng 7 cơ. Đấy, tháng 7 2023 nhá. 2016 và 2014 này. 230 và 250 nha, mình tham khảo rồi hai mẫu hình này lên người nhá. Đấy, vừa rồi em cũng báo giá qua rồi. Đã qua rất tất cả những đầu xe bên em đang có mình này. Đấy, các bác nào đã xem hết buổi livestream này cho em xin cảm ơn nhá. Đây, em xin đi một vòng nữa đi để mình cùng tham khảo thêm những đầu xe bên em có này. Đấy, còn rất là đầu xe chất lượng luôn. Các bác mà quan tâm nhá thì cứ bình luận, cứ comment. Đấy, cảm ơn lượt tim, lượt like, lượt chia sẻ gây rất là nhiều này. Đấy, cảm ơn trong thời gian qua nhà mình luôn ủng hộ cho ô tô đồ mối Hải Dương. Đấy, để bên em tận tâm để cống hiến dành hơn. Vâng, chào bác Đặng Thanh Biền này, chào bác Phạm Ngọc, chào Thu Hằng, chào Khúc Văn Công, chào Minh Phúc. Đấy, chào những khách hàng thân thương, hàng thân thuộc cho ô tô đồ mối Hải Dương nhá. Đấy, vài ốt này, xe ô tô 2017 Lacetti 2012 này. Đấy, gầm cao máy thoáng này. Santa Fe mà chỉ có hơn 300 này. Đấy, Accent 2019 này. Rất là nhiều đồ xe mình cùng tham khảo rồi em nhá. Đấy, em cứ đi lên quanh một vòng nữa xem nhà mình là có bác nào nhắm được mẫu nào không nhá. Với khung giờ là 8 giờ 3 phút mỗi tối này. Các bác mà chốt được trong khung giờ này nhá, giảm giá 10 triệu một đầu xe cho là mình cùng hoan hỉ cùng độc ná luôn ạ. Đấy. Rất là nhiều xe nên mình cùng tham khảo cho em này. Cực đẹp luôn. Đấy, tối này bên em vẫn sáng đẹp. Vẫn sáng đèn phục vụ mình. Con Accent 209 này thì em lại báo giá lại nhá. Ok. Đây, Accent 209
1.4 số sàn Nhật Hàn bên trước nhá. 160 triệu đồng của gia đình mình. Máy số keo chỉ sơn xi cực chất luôn. Tên tư nhân 14 Quảng Ninh nhá. Đấy, 1.4 số sàn, 5 chỗ ngồi. Màu bạc này, xin nha, trên gương đăng ký đăng kiểm dài. Các bác nào đang muốn chọn mình một mẫu xe 5 chỗ này. Đấy, hai đầu thì tham khảo cho em chiếc này nhá, 160 còn bớt còn thương lượng. Đấy thì cảm ơn cả gia đình mình đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, mỗi tối thì em xin là mình từ 40 đến 45 phút thôi để báo giá nhá. Cần tìm hiểu sâu về mẫu nào thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho ô tô đầu mối Hải Dương để em Tùng được tư vấn, được báo giá và rào giá một cách sát đất gia đình mình về những đầu sản phẩm em đang có. Đấy, chào cả đình nhá, chúc cho mình có buổi tối vui vẻ. Có bước sóng này thì mong các bác đã chọn được cho mình những bước xe hợp lý. Đấy, chào cả đình nhá.